À, xin chào anh em à. Sáng nay á, là mình thay cái cầm dây cho cái bụi tóc đoạn đuôi phượng của mình, cái móc nó bị hư. Sẵn quay mọi người với lại cho mọi người xem cái bông của nó ngộ ngộ. Đơn giản nhưng mà thấy cũng cũng xinh. Để mình vô xong cái móc cho nó để được cái mình quay chi tiết cho. Cái móc nó bị mục lâu quá, nó mục. Dính cứ cái gì. Bán sao gắn móc vô được không biết nữa. Bự quá, cực quá. Khó khăn dữ rồi. Cực quá thấy được à. Nó mọc nó bích thứ nó cái lỗ rồi gắn vô nó mệt gì đâu, cái này tách chậu là được. Trời, mấy con gà kia nữa.
bự quá, chắc nay mai tách cái chậu nó để có thời gian mới tách được. Làm cái cọng dây móc nó già quá. Cực quá, chắc do mình không có chuyên nghiệp, cái cọng móc nó mục từ lâu rồi, móc lâu lắm. Mình xích tới quay cho mọi người coi. Cái bông này rất là đơn giản nhưng mà nhìn nó cũng hay hay. Thì hoa mà, ai thích gì thì sưu tầm đó thôi. Này nó bình thường nhưng mà mình cũng thích. Được cái nữa là cái cây này biết sao, mình hái nó ở trong rừng về mà hồi đầu tiên mê lan lắm, mình đâu có biết gì về lan, cứ vô thấy lan là hái thôi. Thì hái mãi mấy cái lan như mấy cái lan lọng rồi đó thì mới phát hiện anh này lá bự quá, rồi xong mới kêu là rồi rồi chắc là anh này là lan xịn rồi, xịn lắm thì mới lá bự chứ mấy anh chị lá nhỏ quá. Đè cái bông của mình à, mấy anh kia lá nhỏ quá cho nên là nó dở. Lan xịn mà cái cây này khó leo lắm nha, thấy rồi nhưng mà leo không được. Cái về bắt đầu mấy đợt sau mới mang dây vô leo dây lên cây rừng nó bự mà, hái đừng khóm về nhân giống nuôi từ đó tới giờ. Cây này thì cực kỳ dễ trồng này, chỉ cần một cái củ này của nó thôi là mình xanh tét ra cái mình trồng được liền. Thì cứ mỗi lần nó lên một lá này như vậy nè, thì nó sẽ ra cọng hoa, cứ lên lá là ra một cái cọng hoa. Cọng hoa nó như cái tràng pháo vậy. Mà mình đi kiếm mãi tên nó thì cuối cùng nó có cái tên là tục đoạn đuôi phượng, tên cũng nghe hay. Hoa nó đó. Này chùm này nở lâu rồi. Cứ mỗi mưa, dịp mưa xuống là ảnh nứt. Ảnh nứt là nó nhìn mấy cái chòi này. Đó, mấy cái cục này ảnh mới nứt. Sau này nó sẽ mặc bông tiếp. Còn máy này mình tách ra trồng dễ, không bao giờ nắm, không bao giờ thúi, không bao giờ chết. Lan này nó ghê vậy, nó dễ trồng quá à. Đừng để nắng quá thôi. Còn bình thường như mấy lan khác nó phát triển thì thôi luôn. Hoa nó lắm. Nó không thơm, nó bóp vậy thôi, nhưng mà cũng khá đẹp. Hửi cũng mùi thơm. Cây này mình trồng lâu năm lắm rồi, tới giờ này tính ra vậy chứ cũng 10 năm rồi đó, chứ không phải giỡn không. Bông ra cũng khá nhiều. Nhưng mà mình trồng nó không có thức ăn, cho nên là nó không có được tốt.
để kiếm cái trâu bự, và hàng năm tách hoài, tại do nó là nó phát triển nhanh lắm, mọc nhanh. Tổng quan nguyên bụi nhìn cũng xinh, nhìn vậy chứ mà đẹp còn hơn cái bụi gì ấy đó, cái bụi tổ tôm tổ rồng gì đó. Này còn có hoa nữa, cây đẹp, lá cũng đẹp. Khá là thích, với là tự tay mình hái nữa. Giờ có móc đẹp à, lâu lắm rồi cái móc nó hư, giờ thay nè. Rồi vậy thôi, khoe với mọi người một bụi hoa cổ điển. Chào mọi người ha.